Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Cáo buộc pháp lý bủa vây ông Trump sau khi rời Nhà Trắng. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, 2017, Tổng thống Donald Trump đã bị các vụ kiện dân sự và điều tra bủa vây. Theo Reuters, khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa diễn ra, những cáo buộc pháp lý với ông Trump sẽ trở nên trầm trọng hơn vì sau tháng 1, 2021, ông sẽ mất đi sự bảo vệ và hệ thống pháp luật Mỹ dành cho một Tổng thống đương nhiệm. Công tố viên Manhattan Kirk Vanter, người thực thi luật pháp bang New York, đã tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và tổ chức Trump trong hơn 2 năm vừa qua. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào các khoản thanh toán bí mật từ trước bầu cử năm 2016 mà cựu luật sư của ông Trump là Michael Cohen trả lại cho hai phụ nữ nói có quan hệ với Tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận mọi thông tin như vậy. Vanter, đảng viên Dân Chủ, cho biết trong một hồ sơ gần đây rằng cuộc điều tra của ông hiện đã mở rộng hơn và có thể tập trung vào các khoản gian lận ngân hàng, thuế, bảo hiểm cũng như làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump gọi sự việc của ông Vanter là quấy rối có động cơ chính trị. Vụ việc này đã thu hút chú ý vì ông Vanter đã nỗ lực thu thập các bản khai thuế suốt 8 năm của Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 7, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ đề nghị được giữ bí mật các tờ khai thuế của ông Trump với lập luận Tổng thống không được miễn trừ các cuộc điều tra tội phạm trong khi tại nhiệm. Các chuyên gia pháp lý cho hay, Vanter cuối cùng cũng sẽ thắng trong việc thu thập hồ sơ tài chính của ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một Tổng thống đương nhiệm không bị truy tố, Vanter không bị ràng buộc bởi chính sách đó vì không phải là công tố viên liên bang. Tuy nhiên, ông này vẫn còn ngần ngại cáo buộc người đứng đầu Nhà Trắng do không chắc vụ việc đó có hợp hiến không. Harry Sandick, một cựu công tố viên ở New York nói. Những lo ngại như vậy sẽ biến mất khi ông Trump rời Nhà Trắng, Sandick cho biết. Ngoài điều tra thuế, ông Trump cũng có thể phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp. Một số chuyên gia pháp lý cho hay, ông Trump sẽ phải đối mặt với các cáo buộc trốn thuế thu nhập liên bang. Tờ The New York Times từng đưa tin ông Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang trong cả hai năm 2016 và 2017. Ông Trump đã bác bỏ các thông tin mà The New York Times đưa ra, đồng thời tuyên bố đã trả hàng triệu đô la tiền thuế nhưng được hưởng khấu trừ. Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia James cũng đang tiến hành một cuộc điều tra gian lận thuế nhằm vào ông Trump cùng công ty gia đình Trump. Thông điệp Tổng thống đắc cử gửi tới người ủng hộ ông Trump. Theo CNN, trong bài phát biểu tại thành phố quê hương Wilmington, bang Delaware tối 7 tháng 11 giờ Mỹ, ông Joe Biden đã gửi một thông điệp tới những cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Với những ai đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, tôi hiểu sự thất vọng của các bạn tối nay. Chính bản thân tôi đã thất bại vài lần. Tuy nhiên lúc này, hãy cho nhau một cơ hội. Tổng thống đắc cử Joe Biden nói thêm, đã đến lúc cả hai phía hãy lắng nghe nhau lần nữa. Giờ là lúc từ bỏ những lời lẽ gay gắt, hạ nhiệt những cái đầu nóng, gặp nhau, lắng nghe nhau và để cùng tiến bộ. Chúng ta phải dừng việc coi đối thủ của mình như kẻ thù. Họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta rằng mọi thứ đều có mùa màng, có thời vụ để xây dựng, để gặt hái, để gieo mầm và để hàn gắn. Đây là thời điểm để hàn gắn ở Mỹ. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua và trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump có mặt tại sân golf sau khi giới truyền thông gọi tên người chiến thắng đã từ tối nhận thua. Ông Biden sẽ bước sang tuổi 78 vào cuối tháng này, sẽ là người lớn tuổi nhất nhậm chức Tổng thống khi tuyên thệ vào tháng 1, 2021. Ông thắng cử với sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi, các cử tri da trắng có học thức cùng những cử tri thiểu số lần đầu tiên chiếm hơn 1/3 số cử tri đi bỏ phiếu. Bức ảnh đã ngay lập tức gây bão mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt like và bình luận của những người ủng hộ.
Đại đa số các ý kiến đều lên tiếng chúc mừng gia đình tân Tổng thống mới đắc cử, cũng như bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông. Theo kênh Sky News, vợ ông Biden, bà Jill Biden, cũng chia sẻ trên trang Twitter cá nhân một bức ảnh chụp hai vợ chồng mừng chiến thắng. Trong ảnh, bà Biden đang đứng cạnh chồng, đeo khẩu trang và dùng một tay che từ phó trong tấm biển đề tiến sĩ và phó tổng thống sống ở đây. Ông Biden cũng gây chú ý khi đội một chiếc mũ in dòng chữ "Chúng ta đã làm được" và số 46. Ngoài bức ảnh, bà Biden viết, ông ấy sẽ là tổng thống của tất cả các gia đình chúng ta. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thông điệp của tân đệ nhất phu nhân Mỹ đã nhận được hơn 400.000 lượt thích và vô số bình luận chia sẻ niềm vui chiến thắng của họ. Ông Joe Biden sẽ hành động thế nào sau nhậm chức Tổng thống Mỹ? Điều công chúng hết sức quan tâm hiện nay là chính quyền của ông Biden sẽ hành động ra sao sau khi tiếp quản Nhà Trắng. Đa số các nhà quan sát thống nhất rằng một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của tân Tổng thống 77 tuổi sẽ là kiểm soát đại dịch COVID-19. Các chính sách của chính quyền Biden được tin sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc phe nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Kết quả cuộc đua vào cơ quan lập pháp dự kiến mãi tới sau cuộc bỏ phiếu vòng 2 ở bang Georgia vào tháng 1/2021 mới ngã ngũ. Nếu đảng Dân Chủ thắng với tỷ lệ sít sao, ông Biden có thể dễ dàng triển khai nhiều ưu tiên chính sách của mình. Nếu đảng của ông giành đa số ghế cách biệt tại Thượng viện, tân lãnh đạo Nhà Trắng có thể theo đuổi một chương trình nghị sự tham vọng hơn. Song, nếu đảng Cộng Hòa giữ vững quyền kiểm soát Thượng viện như nhiệm kỳ trước, ông Biden có thể gặp khó khi muốn các nhà lập pháp phê chuẩn các đề xuất. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích John Goldsmith nhận định trên đài CGTN rằng dù thế nào, chính quyền Biden sẽ tập trung vào những nhiều tiền chính sách dưới đây ngay sau nhậm chức. Xúc tiến các bổ nhiệm. Dư luận hiện đặc biệt quan tâm tới thành phần chính quyền mới. Các phe nhóm khác nhau bên trong đảng Dân Chủ cũng sẽ theo dõi sát sao những người được ông Biden đề cử vào các vị trí quan trọng trong chính quyền. Trong đó, phe cấp tiến đang vận động để được giao các vị trí quan trọng trong nội các và Nhà Trắng. Lựa chọn người giữ chức tránh văn phòng nội các có thể là dấu hiệu cho thấy hướng đi của tân Tổng thống. Ron Klain, người từng đảm nhiệm vai trò này khi ông Biden còn là phó Tổng thống trong chính quyền Barack Obama, nằm trong số những gương mặt được yêu thích. Một trợ lý hàng đầu khác của ông Biden, Tony Blinken, cùng với cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, nằm trong số những cái tên hàng đầu cho vị trí ngoại trưởng. Hiện một số đối thủ từng bị ông Biden đánh bại trong cuộc đua giành quyền đại diện đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống năm 2020 cũng có thể được giao những trọng trách lớn. Việc này nhiều khả năng phụ thuộc vào kết quả bầu Thượng viện. Hiện có nhiều đồn đoán về việc ứng viên Elizabeth Warren nằm trong danh sách cân nhắc làm Bộ trưởng Tài chính hoặc Bộ trưởng Tư pháp. Ông Bernie Sanders được tin đang vận động để trở thành Bộ trưởng Lao động, trong khi Peter Buttigieg, một người thân cận ông Biden, dự kiến cũng sẽ có chân trong chính quyền mới. Một số chính khách Cộng Hòa cũng có thể được cất nhắc khi Biden muốn thực hiện hóa cam kết thu hẹp sự chia rẽ đảng phái, mặc dù việc bổ nhiệm những nhân vật như cựu thống đốc bang Ohio John Kasich có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ bên trong đảng Dân Chủ. Dập dịch và cứu trợ. Bước đầu của chính quyền Biden sẽ là cố gắng kiểm soát đại dịch COVID-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào, đồng thời hồi phục nền kinh tế. Vị Tổng thống Dân Chủ đã đề xuất quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc, một chương trình xét nghiệm và truy vết tiếp tục quy mô quốc gia cùng một gói cứu trợ dành cho người dân Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn. Gói cứu trợ 2.000 tỷ USD do các nhà lập pháp Dân Chủ ở Quốc hội kiến nghị đã bị phe Cộng Hòa thẳng thừng bác bỏ trước bầu cử. Do đó, việc thông qua dự luật cứu trợ ở quy mô ông Biden mong muốn nhiều khả năng đòi hỏi đảng của ông phải nắm đa số Thượng viện. Ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tuân theo khoa học và lắng nghe các chuyên gia y tế khuyến khích các bang mở cửa từ từ nhằm ngăn chặn nguy cơ virus corona chủng mới tái bùng phát trở lại, đe dọa sinh mạng của người dân. Có thể nói, tân lãnh đạo Nhà Trắng dự kiến sẽ có cách ứng phó với dịch bệnh hoàn toàn khác người tiền nhiệm Donald Trump. Lập các tiểu bang mới và mở rộng tòa án.
Ông Biden nổi tiếng là một người ôn hòa và đảng của ông đã duy trì đoàn kết trong suốt mùa bầu cử năm nay. Tuy nhiên, bên trong đảng vẫn tồn tại những chia rẽ có khả năng tái bùng phát khi bầu cử kết thúc. Sự chia rẽ rõ ràng nhất là giữa những người theo chủ nghĩa trung dung và những người cấp tiến. Vì vậy, khi muốn thông qua một số thay đổi căn bản đối với các thể chế Mỹ, tân Tổng thống Biden chắc chắn sẽ gặp áp lực từ những người đi đầu phe cực tả trong đảng như Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez. Hiện chưa rõ ông Biden sẵn sàng chơi lớn đến mức nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 để thực hiện các giấc mơ theo đuổi lâu nay. Tuy nhiên, ông có thể nhắm tới việc trao địa vị bang cho thủ đô Washington và vùng Puerto Rico nhằm tăng cường các quyền bỏ phiếu, đại tu bổ máy tư pháp và loại bỏ sự cản trở của thượng viện. Ông Biden từng tuyên bố sẽ lập thành một ủy ban lưỡng đảng để kiểm tra việc cải cách tòa án tối cao, nơi nhiều chính khách cùng đảng Dân Chủ muốn ông tăng số lượng thẩm phán để chống lại lợi thế đa số 6-9 như hiện nay của phe bảo thủ. So I'm home, yeah.